Chào các bạn, mình tên là Quách Phú Thành. Thì mình vừa nhận được visa đi du học Mỹ. Và sau đây là các kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ tới các bạn. Nên thì khi làm hồ sơ thì mình được chỉ cách để phỏng vấn. Và mình đã làm theo đúng những điều đó và mình đã nhận được visa. Thì khi mà lúc mà bước vào phỏng vấn thì đầu tiên mình rất là run, nhưng mà sau đó mình đã lấy lại được tự tin và bước tới bàn phỏng vấn một cách tự tin nhất để nhận được visa. Quá trình phỏng vấn của mình thì đầu tiên mình bắt đầu học với anh Khôi cũng được vài tuần, sau đó chuyển lên tầng trên để test cùng với các chị. Thì anh Khôi có chỉ về các câu hỏi phỏng vấn, thì không phải tất cả đều có trong phỏng vấn, nhưng mà cũng được cỡ 80%. Thì nhờ do đã được chỉ trước nên mình đã trả lời được hết các câu đó, còn 20% còn lại là hỏi những câu phản xạ tự nhiên. Thì khi mới chuẩn bị bước vào thì mình rất là run, nhưng mà đứng mỏi chân quá thì cũng hết run rồi. Nên sau đó thì lúc mà vừa bước tới chỗ đợi phỏng vấn thì có rất nhiều người đã rớt, cũng có hơi sợ. Nhưng mà sau đó mình cũng vô trả lời bình thường, thì cũng nhận được visa, rất là mừng. Quá trình phỏng vấn thì cũng không có khó lắm, nên các bạn có thể an tâm để đi phỏng vấn sau khi xem clip này của mình. Thì mình rất hài lòng khi mà tới làm hồ sơ và học cách phỏng vấn ở Tân Đại Dương. Những cái mình đã học được rất là bổ ích cho quá trình phỏng vấn của mình. Mình chọn Mỹ bởi vì mình có người thân ở bên đó và cái thời tiết ở đó nó cũng khá là phù hợp với mình, thì nó rất là giống với thời tiết ở Sài Gòn. Và cái trường mà mình sắp theo học tên là IELTS Discovery Christian School. Mình chưa có bằng IELTS nhưng mình vẫn đầu phỏng vấn, nên các bạn đừng có lo ngại về chuyện mình không có bằng IELTS. Mình đã có visa rồi thì mình khuyên các bạn sau này chuẩn bị hồ sơ thì chuẩn bị thật kỹ. Khi đi phỏng vấn thì phải tự tin và bình tĩnh để trả lời các hỏi và nghe rõ cái hỏi mà người phỏng vấn hỏi. Chúc các bạn may mắn.